Vâng, xin chào các bác. Tôi lại test giới thiệu các bác một mẫu Omni của Hàn Quốc, bãi zin xịn luôn. Con này là 203XG, được bán giá 8 triệu đồng. Tại sao có 8 triệu đồng? Bởi vì cái dòng 203XG nó có hai loại. Cái con này thì cấu tạo nó giống hệt cái con 203-35 mã. Giống hệt luôn nhé. Cái dòng 203 này nó có kiểu như vậy. Con này nó cũng như vậy. Con này bên trong nó giống hệt cái con 203-35 mã này. Tôi bán giá 8 triệu đồng. Còn 203 mã thì nó màu khác, con này thì màu bạc trắng. Vang vọng của loại 35 mã này hoặc là 203A thì cực kỳ hay rồi, cực kỳ mượt mà. Con này nó để sẵn chờ hai đôi loa ra, các bác có thể đấu hai đôi liền và tôi đang đấu hai đôi. Có hai đường vào âm thanh AB đây, bấm cái nút dưới ở Music ấy. Tôi sẽ alo thử rồi sẽ mở nội thất cũng như là ấy cho các bác xem. Giá chuẩn 8 triệu đồng, bãi zin luôn. Chạy 4 con sò than, 2 tản nhiệt. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đấy là cái mic tôi vẫn hay bán này. Cái mic BMB 550.000 một chiếc, 1 triệu là 2 chiếc. Và đây là thông tin cửa hàng. Cái mic này hát cực kỳ nhẹ luôn. Tôi đang đấu hai đôi loa liền. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đang đấu vào một đôi BK và một đôi bông loa lời. Alo. Tôi sẽ tắt mic đi, tôi sẽ nói qua về chức năng. Đây, mở cái nắp ra các bác cùng xem. Âm ly karaoke mở loại xịn, loại chính hãng thì nói luôn các bác này, hát cực hay luôn. Nó nhẹ nhàng, hát nó hay hơn rất nhiều so với ghép vang. Nếu mà hàng xịn. Đấy. Bên trong cấu tạo giống hệt 203 35 mã. Nó đặc thù nó vậy. Cái model này nó như vậy. Có nghĩa nó có hai loại 203XG nha. Đấy, 4 con sò than. Nguồn. Đây nguồn nó vẫn đây nó 203 35 mã và XG nó dùng chung. Còn rất mới luôn. Đập đi bãi zin cực mới luôn. Con này hát karaoke thì khỏi bàn luôn. Ghép với đôi loa tầm 4 triệu rưỡi trở lên. Nếu muốn hay hơn thì đấu hai đôi loa. Còn nếu nhu cầu đơn giản hơn thì một đôi loa. Nghĩa là 8 cộng 4,5 triệu là 13,5 triệu. Nói chung là cứ tầm 14 triệu đến 20 triệu là được một bộ karaoke. Nó tùy theo cái khả năng đầu tư của mình. Đây là thông số kỹ thuật của Omni. 220V là điện. Còn đây là công suất tiêu thụ. Hai đôi loa tôi chập sẵn đây, cấu chữ U được vào AB 203XG. Đã test tiếp cực kỳ chi tiết, rõ ràng. Thuận mua vừa bán, xúc thôi. Sau đây tôi sẽ làm một cái video hát thử cho các bạn nghe. Xem phê như nào, phê lắm nhé. Phê như ông ba vlog ấy. Ông ba vlog ông hay nói phê. Mà to hơn này. Đây là volume master của cả mic và của nhạc. Bỏ cái mic ra đã, cho nó gọn. Bỏ cái này vào đây cho các cụ biết địa chỉ. Đặc trưng cái dòng cờ này này thì nó có thêm cái nùm ba lăng, còn dòng khác thì không có. Đấy, ba lăng loa trái loa phải. Xin cảm ơn. Như vậy thôi.